Sau thành công của bộ phim Em Chưa 18, Quyêu luôn được bắt gặp sánh vai cùng Cathy Nguyễn trong các sự kiện lớn nhỏ. Đặc biệt MV Nơi Ta Chờ Em với sự xuất hiện của cặp đôi này đã ngay lập tức gây được tiếng vang và liên tục dẫn đầu trong các bảng xếp hạng. Tuy nhiên, nhiều khán giả đặt ra câu hỏi, phải chăng cái bóng của Em Chưa 18 quá lớn khiến Quyêu không thể thoát ra khỏi việc được xem là một cặp bài trùng với Cathy Nguyễn. Trong sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt Khi Ta Có Nhau, Quyêu và bạn gái tin đồn tiếp tục vào vai một cặp tình nhân với những cảnh quay lãng mạn. Hiện tại thì em chia sẻ luôn, em với Kiwi là những người rất là thân thiết với nhau. Rồi thì em nói thẳng luôn là Kiwi còn quá nhỏ trong cái chuyện tình cảm, nên là em không muốn quá xa về bất kỳ chuyện gì của Kiwi hết, bởi vì thay vì còn sự nghiệp phía trước nữa, em nghĩ cũng không nên. Kiwi đánh mạnh về điện ảnh nhiều hơn là em là thiên về lĩnh vực ca hát, nên là tùy nếu có bộ phim đóng chung thì mình đạo diễn mọi thứ đóng, nhưng mà về âm nhạc thì đây sẽ là gần như là sản phẩm cuối cùng mà em với Khi Đi kết hợp với nhau. Bởi vì em chọn Khi Đi xuyên suốt hai sản phẩm, bởi vì ngoài cái việc là mình diễn hợp với nhau ra thì tụi em đã có một khoảng thời gian thân thiết, và cũng trong em chưa bị đáo thì cái mức độ mà nếu như chỉ là một bộ phim mình chọn diễn viên để khán giả tin vào điều đó, thì cũng đó là một cái cách mà để em chọn diễn viên để cho cái sản phẩm của em khiến cho mọi người tin vào câu chuyện. Và từ câu chuyện, khi mà mọi người tin vào câu chuyện đó thì mọi người sẽ lắng nghe ca khúc đó nhiều hơn, và ca khúc cũng sẽ đẩy cho cái câu chuyện là câu chuyện đẩy cho ca khúc, đó là sự kết hợp, nghĩa là nó hoàn hảo nhất.